Nguyễn Thành Tiến Official, kênh giáo dục, kiến thức, thông tin về đầu tư, bất động sản hàng đầu Việt Nam. Rồi, ok. Để đi tiếp nào, xin mời Tuấn Panda nào. Dạ vâng, em chào thầy, em chào mọi người ạ. Rồi. Dạ vâng, thì em cũng xem qua rất nhiều video của thầy trên YouTube, với cả tháng 5 vừa rồi thì em cũng tham dự cái khóa trí tuệ đầu tư 4.0 của thầy ở Hà Nội ạ. Ok, em cứ nói đi. Dạ vâng, thì đợt này nhà em cũng có một ít tiền gọi là dư giả ấy, thì em cũng muốn đầu tư bất động sản, nhưng mà đợt này thấy các chính sách nhà nước như là siết zoom của tín dụng này, xong bắt đầu là siết phân lô bán nền ấy, thì em cũng chưa biết là đợt này nên đầu tư vào đâu thì nó có tiềm năng mà có xu hướng, tại vì hiện tại thì nào thì theo như kinh tế thế giới thì Fed thì nâng trần lãi suất này, xong bắt đầu ảnh hưởng bởi chiến sự Nga Ukraine rất nhiều ấy. Thì em cũng chưa biết là bây giờ mình nên đầu tư vào cái nào thì nó an toàn và có Từ chiều đến giờ em có học không? Dạ. Từ chiều đến giờ em có không? Từ chiều đến giờ em có học không? Em học từ sáng rồi ạ. Trong đấy nó trả lời rõ làm gì nữa. Nhưng mà một tiêu phần dùng là tại... làm cái hàng bất động sản tiêu dùng với lãi vốn à, tiêu dùng với dòng tiền nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Học từ chiều đến giờ còn hỏi lại đấy thì ai dỗ dẫn dài lại làm gì nhá. Vâng. Thì cứ trả lời xem kỹ lại tài liệu đi nhá, đọc kỹ lại tài liệu đi thôi. Vâng vâng. Vốn vâng. Có bao nhiêu nè? Vốn có bao nhiêu? Bây giờ tầm khoảng 2-3 tỷ tiền dư giả. À, câu chuyện là như này, ví dụ thực tế như sau, cái nhóm Nick Hưng Yên ấy. Thì các bạn ấy, em là học lớp gì của Nick chưa? Học lớp môi giới, lớp CKB hay là... Dạ chưa, em mới chèo qua. À, em okay. Mới chèo qua các bài trên YouTube với cả rồi, học rồi, qua. Các bạn nhóm Nick Hưng Yên nhá, gần đây các bạn ấy làm nhiều môn, bao gồm là đấu giá Vendo Hà Nội này. Ví dụ cụ thể hơn là đấu giá Mê Linh này. Rồi các bạn ấy đi mua nghỉ dưỡng trên Hòa Bình này. Đấy, ở Hưng Yên bạn ấy cũng chọn một số khu vực để các bạn ấy đầu tư. Có chỗ nào phân lô được thì một số bạn vẫn phân lô bán. Tức là nhưng mà nó phải gắn liền với nhu cầu tiêu dùng thật. Đấy, tức là cái tầm tiền nó hợp lý. Thế thì nếu mà em mà ở Hưng Yên ấy, thì khuyến khích là đấy tham gia vào cộng đồng Nick Hưng Yên. Thế xong bắt đầu là để đi học tập giao lưu. Vì các bạn ấy cho những người góp vốn có thể tham gia 50 triệu cũng tham gia được. Đấy, để luyện tập. Cái vấn đề là chứng tinh, chả có biết gì. Bà bỏ ra 2-3 tỷ đi mua một miếng rồi đắp chiếu luôn đấy như đùa. Tưởng đất đai này đơn giản á. Nhiều miếng mua xong là nằm đấy 3 năm luôn. Cho nhiều người có biết gì đâu. Nói đấy là nói thật đấy. Tức là mua xong đắp chiếu luôn 2-3 năm ấy, nó không tăng giá. Vâng, tại vì nhà em thì trước cũng 2-3 mảnh xây cho thuê rồi. Chứ cũng không phải là chưa vào bất động sản bao giờ. Thế tốt. Xây cho thuê thì em xây bao nhiêu tiền, tổng tiền bao nhiêu? Hồi là... Em có khuôn viên ở đây là khoảng 400-500 mét là xây nhà trọ phân độ khoảng được khoảng xây bao nhiêu phòng? Vâng. Đất của ai để lại? Của bố mẹ em luôn ạ. À, đất của bố mẹ em rồi, của em đâu? Đấy là thì em xây lên một tháng được bao nhiêu? Bố mẹ nhưng mà cho rồi ạ. Cho rồi thì thế một tháng được bao tiền? Thì tại vì chỗ của em bây giờ nó đang xây dựng cái khu đô thị Eco Park với cả khu Vin Ocean. Vin Hưng Yên ấy, thì em cũng cho thuê thì trung bình là mỗi căn nặng được khoảng 5-6 triệu một tháng, mỗi trung bình một tháng là khoảng 6-70 triệu. 6-70 triệu thì dòng tiền em tốt rồi, sao em không tiếp tục phát huy mô hình đấy? Sao không tiếp tục phát huy mô hình mua xây cho thuê? Nhưng mà một phần bây giờ kiểu nó đang có dự án kiểu như đường vành đai 3.5 với 4 ấy, thì bây giờ đất khu vực dưới kia nó lại tăng giá, nó không như trước. Em cũng định cọc đặt cọc một cái rồi, nhưng mà người ta lại hôm trước thì đồng ý, xong hôm sau xuống đặt cọc thì lại thôi, nên chưa làm được tiếp ạ. Không, bởi vì bản chất là em đã có thể em chưa biết nhiều mô hình khác nhau của đầu tư. Vâng. Thì hồi xưa là em có một mảnh đất 500 mét đấy em tận dụng để em xây lên cho thuê thôi. Vâng. Chứ còn là em chưa phải là đầu tư nhiều. Vâng ạ. Em mua đi bán lại được chục vụ chưa? Chắc mới được khoảng 4-5 vụ thôi ạ. Ừ. Thì em chưa biết nhiều mô hình đầu tư khác nhau. Vâng. Đúng rồi, chứ nó không phải là như mình nghĩ. Thì mình biết là mua xây, mình tận dụng miếng đất xây lên cho thuê bán. Một mô hình, mua đi bán lại, mua cầu nguyện. Thì nó có nhiều mô hình khác mà. Chứ nó đâu phải có mỗi là như mình nghĩ đâu. Tuổi xưa giờ phân lô bao giờ chưa? Chưa. Xây bán bao giờ chưa? Xây bán rồi ạ. Xây bán một căn nhà bao tiền? Hồi mới thì xây, hồi này cũng chỉ sơ xây qua thôi, nội thất ở trong chưa nhiều thì xây 1 tỷ rưỡi bán 2 tỷ 2 ạ. À đấy là xây một căn đấy, chứ không phải xây 5-10 căn cùng một lúc cái gì. Vâng, vâng. Bây giờ giả sử em đang có 2 tỷ.
năm nào thì em có 1 triệu đô nè. Thì bây giờ theo em thì chắc bây giờ phải đi tìm những Chiến cái lược gọi của là em là gì? Giả sử thế đi. Giả sử không, cái này câu chuyện này là để cho tất cả cùng tư duy. Bây giờ em có 2 tỷ. thì Trong vòng 2 năm, giả sử em cần đạt một kết quả là 1 triệu đô la. Thì kế hoạch của em làm như nào? giờ em đang đi tìm những cái khu vực nào mà có tiềm năng với cả giá 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 tầm giá rẻ thì em đầu tư vào đấy xong có gì thì bán chênh ạ. Không không, đấy là không chắc chắn, bởi vì Vâng. tức là câu chuyện này nó đang vừa lên đấy là một cái câu hỏi để cho em suy nghĩ thêm nhá. Vâng. Tức là bây giờ em đang có 2 tỷ tiền mặt đấy nhá, và kiếm được 1 triệu đô trong vòng 2 năm, thì cái cách em tư duy nó sẽ như thế nào? Hoặc là em khả năng em phải làm cách nào thì mới được. Bây giờ em nói là em mua ở một chỗ rẻ, sau đó là tương lai sẽ tăng giá, thì chưa chắc 2 năm nó đã đạt được 1 triệu đô, đúng không? Như vậy để Vâng. thấy là em đang còn thiếu rất nhiều kỹ năng. Bởi vì ví dụ nếu muốn kiếm 1 triệu đô ấy thì cách tốt nhất là phải có 1 triệu đô, đúng không? Vâng. Có 1 triệu đô, ăn 1 triệu đô nó dễ hơn, đúng không? Em biết gọi vốn chưa? Khi em gặp một nhà đầu tư, em biết cách trình bày với nhà đầu tư để huy động tiền không? Rõ ràng giữa trình độ em nó có 2 3 tỷ đồng với một cái trình độ người ta có hàng trăm tỷ rồi, hai trình độ nó khác nhau, đúng không? Vâng, đúng rồi. Việc đầu tiên em phải nghe đã. Em đừng nghĩ là em ổn rồi. Em hình dung phần này không? Vâng. Tức là việc đầu tiên em phải nghe đã. Chứ còn là nhiều người, người ta nghĩ là người ta, ôi em cũng mua xây bán rồi, em cũng tổng tiền ông được bao nhiêu tiền, Nếu đúng mà không? tổng tổng giá trị Đấy, mấy mấy mảnh bây giờ chắc về tầm khoảng 5-7 tỷ. đúng rồi. Thế thực ra trình độ đấy rất là khác nhau, em hiểu không? Vâng. Nó là 2 trình độ hoàn toàn khác nhau. Nên anh vừa ví dụ cho em một cái ví dụ thôi, là em đang có 2 tỷ làm sao em lên 1 triệu đô, thì em không thể nào nghĩ ra câu trả lời. Nhưng anh vừa cho em một cái gợi ý. Tức là gì? Em phải có 1 triệu đô thì em mới tạo ra 1 triệu đô dễ hơn. Mà 1 triệu đô em dùng tiền của em là không đủ. Em có hình dung vào này không? Vâng, Em em không hiểu bao giờ rồi. đủ. Vâng. Nên em cần phải học cách sử dụng tiền của các nhà đầu tư khác. Mình hình dung vào này không? Nhưng mà muốn sử dụng tiền của nhà đầu tư khác ấy, thứ nhất mình phải làm chủ được một công cụ. Một công cụ nào đó mình rất sở trường, mình đã kiểm soát được nó rồi. Đấy. Và cái thứ hai là mình gặp nhà đầu tư, mình phải trình bày với họ được, mình huy động vốn được của họ. Nếu mình có 1 triệu đô hoặc 2 triệu đô thì mình kiếm được 1 triệu đô nó dễ hơn. Chứ còn làm sao mà mua mảnh đất 2 tỷ mà 2 năm nó lên thành 20 tỷ được? Cái tỷ lệ đấy rất hiếm. Đúng không? Vâng. Thì đang nói câu chuyện ở đây ấy, là đầu tiên ấy, là mình phải nghe đã, mình nghe kỹ đấy. Để mình thấy là chứ không phải là mình nghĩ là mình biết rồi. Có rất nhiều kỹ năng mình đang thiếu. Mà trong các mô hình thì mình cũng làm qua rồi, thì mua xây cho thuê. Nhưng đất đấy đất của ông bà già mà. Chứ ông mới để lại cho mình thôi mà, đúng không? Vâng. Thì hoặc mình mua xây bán, mình mới mua xây bán 1 căn thôi mà, chứ mình đã phải mua xây bán 50 căn cùng một lúc đâu. Vâng ạ. Như vậy để mình thấy là mình đi ra ngoài mình phải chịu khó học hỏi, mình nghe đã, gặp rất nhiều người nhiều tiền mình ngồi mình nghe đã. Đấy, nó nói 10 điều mình nhặt 1 2 điều mình dùng được chưa? Đấy, thì cái bài học ở đây là vừa nãy nói rồi, tóm lại là vừa nãy là em đang là thì tầm vốn mình như thế thì mới là mình phải đặt ra một cái kết quả mình mong muốn. Thế ví dụ nếu em chỉ cần là từ 2 tỷ hoặc là 3 tỷ em tiến lên 5 tỷ được rồi, trong vòng 2 năm tới em tiến lên 5 tỷ thì em cứ làm theo cách của em, không cần phải suy nghĩ nhiều, bởi vì cái cách làm của em nó cũng có một ít lợi nhuận rồi. Nhưng nếu từ 2 tỷ mà em tiến lên 1 triệu đô thì em phải thay đổi cách làm, em phải học những cái điều nó khác đi đấy, khác với cái cách mình tư duy thông thường. Thế có thể mình 2 tỷ đấy nó cũng chả giải quyết được cái gì luôn, mua mảnh đất mua được một lô là hết thì ngồi chơi chứ còn gì nữa, đúng không? Vâng. Nhưng nếu như mà em học hỏi và em đã có kinh nghiệm của bất động sản một chút rồi thì nó rất là thuận lợi. Bởi vì là như này, em đã từng làm rồi, em cũng mua xây cho thuê rồi, em cũng mua xây bán rồi, em cũng đã từng mua đi bán lại có tí thành quả rồi, em cũng hiểu về thủ tục giao dịch đất đai rồi. Nhưng vấn đề của em là nó bị kẹt ở vấn đề về quy mô, là không mở rộng quy mô được. Mà muốn mở rộng quy mô là nó phải có nhiều vốn, nên nó sẽ kéo theo cái việc là mình thiếu cái kỹ năng về gọi vốn, mình thiếu cái kỹ năng gọi vốn, và mình thiếu những cái mô hình nó được kiểm chứng là chắc chắn đấy nhá, là có thể thành công được đấy. Thì giữa cái trình độ mà một deal người ta lời được nhiều triệu đô và trình độ mà mình chỉ là mua xong mình chờ thôi thì nó khác nhau đấy. Thì dần dần được khuyến khích là đấy, thì mình thay đổi tư duy, mình vào những cái trận đánh lớn hơn chứ chứ còn nếu mà mình làm như cũ thì thôi, thì mình nếu mình mục tiêu của mình chỉ cần là từ 2 tỷ 3 tỷ tiến lên 5 tỷ trong vòng 2 năm thế là được rồi thì ok đấy. Nhưng mà mình bài học ở đây cho tất cả mọi người cùng đang nghe
là nếu mình muốn thay đổi kết quả mình phải hành động, phải thay đổi hết. Nó tách làm hai phần luôn, đây trên cái bảng này này. Đấy, phần thứ nhất là phần kết quả, thì quan trọng là cái kết quả là mình muốn đạt được cái gì. Đấy, nó không có đúng không có sai. Nếu kết quả mình đạt được là 5 tỷ, ok, khỏi bàn. Đấy. Nhưng nếu kết quả mình thay đổi nó đi, mình bây giờ mình tôi không chấp nhận 5 tỷ, tôi muốn 20 tỷ cơ. Thì 20 tỷ này thì nó đòi hỏi những cái hành động khác. Đấy. Những cái hành động khác. Ví dụ mình phải học một cái chiến lược mới. Mình phải phát triển cái kỹ năng gọi vốn. Đấy, mình phải đi mở rộng mối quan hệ. Mình phải gặp gỡ nhà đầu tư. Mình phải thuyết phục. Vân vân. Thì mình phải có hàng chục cái hành động này thì nó mới tạo ra cái kết quả 20 tỷ này. Còn nếu như kết quả chỉ là 5 tỷ thôi thì em cứ làm theo cách của em là mua, chờ, tăng giá, bán. Được chưa? Vâng. Nhưng giả sử là mình muốn kết quả 20 thì tất cả hành động của mình sẽ phải thay đổi hết. Nó làm như hiện tại là không làm được. Đấy, có thế thôi. Và bản thân mình phải nhận thức được là hiện trạng của mình đang là điểm A này. Đấy. Nó có hai phần. Phần thứ nhất là điểm A. Phần thứ hai là điểm B này này. Thì mình phải phân tích được cái hiện trạng của mình này. Là đang ở trong cái trạng thái là mình không giỏi các kỹ năng. Mình chưa giỏi các kỹ năng. Ví dụ. Cả kỹ năng, ví dụ 6 cái kỹ năng chẳng hạn. Thì mình cần phải hệ thống lại và mình hoàn thiện nó tốt hơn nữa. Ví dụ như trong cái này chắc chắn là có gọi vốn rồi. Đấy. Trong số này một số bạn có thể là marketing và bán hàng. Đấy, tụi bán cho nó nhanh hơn hoặc là marketing tốt hơn nữa. Đấy, thì phần này tôi gọi là mình phải xác định rõ cái điểm A của mình là gì. Có thể điểm A của mình, đường A của mình là mình mới biết một mô hình. Mình mới biết khoảng độ 1-2 mô hình. Đấy. Hoặc là điểm A của mình đang kẹt là không mở rộng quy mô được. Là mình phải xác định cái điểm A của mình là nó đang ở trong trạng thái nào. Sau đó mình mới bàn đến cái điểm B là cái điểm mình muốn đến đây này. Đấy. Thì cái phần này cũng là một cái bài học rất tốt cho nhiều người về phát triển cá nhân. Xác định rõ điểm A hiện trạng của mình. Đấy, là mình đang thiếu có cái gì. Có cái gì và thiếu cái gì. Rồi. Thế còn điểm B là mình muốn đến là như nào. Và tất cả những cái giải pháp ở đây mà mình sẽ nghĩ ra. Mình sẽ nghĩ ra để triển khai. Đấy, những cái giải pháp nào đây. Đấy. Những cái hành động, những cái giải pháp nào đấy. Để mình mới đạt được. Đi từ điểm A đến điểm B này. Đấy. Rồi, ok. Một cái vấn đề nữa. Hiện trạng của điểm A mình là vốn ít. Thực ra ấy, tôi khuyến khích rất nhiều bạn mà vốn ít dưới 1, 2, 3 tỷ đồng ấy, thì cái việc của bạn nên là nâng cao cái nhận thức và hiểu biết. Bởi vì thực ra mình phải hiểu là có những mô hình không cần phải có tiền. Tôi ví dụ này cho bạn dễ hiểu. Tôi có những bạn học viên mà tôi coaching ấy, là nó cũng không có tiền. Nhưng nó giúp nhà đầu tư mua vào bán ra, mua 9 tỷ và bán ra được 4 tỷ. Nó phân lô bán, lợi nhuận 4 tỷ nhá. Mua vào 9 tỷ, bán ra lợi nhuận 4 tỷ. Thì nó được chia lợi nhuận trên cái 4 tỷ đấy. Nó không phải bỏ tiền túi của nó ra. Cái 2 tỷ đấy chỉ việc giữ mà mình dùng, chả cần để bỏ tiền. Đấy. Thế thì vấn đề ở đây là gì? Là câu chuyện thứ nhất tôi vừa nói là mình phải làm chủ được một cái mô hình. Thứ hai là mình phải có nhà đầu tư để mà có thể mở rộng quy mô được. Thế thì nó phải tùy vào mối quan hệ. Đấy. Tùy mối quan hệ tức là mình có những mối quan hệ nhà đầu tư chất lượng hay không? Mình có nhiều mối quan hệ nhà đầu tư chất lượng hay không? Đấy, thì hiện nay có thể cái điểm A hiện trạng của mình là chưa có nhiều mối quan hệ nhà đầu tư. Điểm A hiện trạng của mình đấy, có thể là mình còn thiếu nhiều kỹ năng. Điểm A hiện trạng của mình có thể là chưa hiểu biết về nhiều mô hình khác nhau. Đấy. Thế là cái của mình ở đây nó không phải là thiếu tiền mà mình còn thiếu cả cái hiểu biết nữa. Đấy, nó không phải chỉ là tiền. Thì đấy là những cái gợi ý. Còn hiện tại như bạn Tuấn là làm tốt rồi. Đấy. Ví dụ trong giai đoạn đầu mình không bị mất tiền. Mỗi tháng mình đang có thu nhập thụ động khoảng 5-60 triệu một tháng. 6-70 triệu một tháng từ mấy cái nhà cho thuê. Đấy, mình có một khoản tiền mặt. Đấy, đất của ông bà cụ để lại thì nó vẫn đang tăng giá kiểu như thế. Mình đã đầu tư trúng được 1-2 quả thế là tốt rồi. Đấy, thì nó không có đúng không có sai. Mà nó do là mục tiêu của mình là gì, kết quả mình muốn đạt được là gì. Đấy. Kết quả mình muốn đạt được là 4-5 tỷ đồng thì thôi mình cứ làm như cách mình làm. Nhưng nếu giả sử kết quả của mình không muốn dừng ở đấy. Mình muốn trong vòng 2 năm tới tôi có khoảng 20-30 tỷ. Trong vòng 5 năm tới tôi có 100 tỷ. Thì làm sao mà làm như cũ đạt được. Đấy. Thì mình phải tư duy lại, phải tư duy lại hết. Ok nhé. Vâng ạ. Hay là vâng. Nập sau này ví dụ mình em phải tiến lên nập một cái khu dân cư. Đấy. Nập một cái khu dân cư nào trong một cái khu đấy nó có khoảng độ 5-10 hectare.
nó có 200, 300 cái lô đất cơ, tất cả đều là của mình cả. Đấy. Vâng. Học là một giải pháp thôi. Có nhiều trường hợp thì mình có được những người cố vấn chẳng hạn cũng được, không có sao cả. Đấy, tìm được những người cố vấn để mình có thể đi được đến cái kết quả như thế. Vâng, okay vâng, nên cảm ơn cảm thầy ơn ạ. Chia sẻ. Vâng ạ. Okay.